Chú ơi, sao hỏi tiếng nhà anh Tùng ở đâu nhỉ chú nhỉ? Nhà đây luôn ạ. Thế sao hỏi nhà anh Tùng ạ? Nhà anh Tùng chứ. Cháu không biết Tùng nào, chỉ biết tên là Tùng thôi. Tùng đó. Vâng. Tùng muốn làm cái gì bằng chúng ta không? Cháu không rõ đâu, nhưng mà ở xóm mình có ai tên là Tùng không? Cháu cảm ơn chú, hình như anh ra đón cháu đây rồi. À đây rồi. Đây rồi, anh ra đón cháu rồi. Anh Tùng phải không? Anh Tùng phải à? Đấy là anh Tùng đúng không chú? À đây, cháu cảm ơn chú. Đang mày gặm cổ thì không nói được hả? Đi vào đây. Anh Tùng ơi! Ờ, mấy người đi đâu mà không thấy. Mà thấy bóng dáng này. À, anh Tùng phải không ạ? Bắt tay anh nhìn lại. Nắp ở đâu anh? Nắp đây anh ạ. Trên này luôn à? Đi xe nhanh thế, chẳng chịu kịp nhìn anh đâu ạ. Dạ. À, con chào bạn. Ôi giời, nhà anh đẹp chưa? Em tạo cái loa ra bên đường anh. Không, loa thì em sẽ để này bên đây một chiếc này. Bên đây một chiếc này. Thế còn cái có cái cục trầm thì anh di chuyển hộ em ra chỗ khác là được. Loa này là đi cơ, đi cùng với TV đấy đúng không anh? Không, cái này loa vi tính thôi. À, Sony 63 5.1. Có cần bỏ cái này ra không? À, trong này mình có cái đựng cái gì không anh? Trong ngăn tủ này. Không. À kia có dây sẵn rồi. Ừ, thế cho trong này nhỉ? Cho mấy cái cục đẩy trong này nhỉ? Thế còn cái cốc chén này anh cũng di chuyển hộ em nhé. Thế cho triển khai luôn cho nó lắp thôi. Sao? Đẩy kẽ sang bên à. Ôi, bà đừng chạm tay vào màn hình. Không được gọi. Tì tay vào màn hình nó vỡ màn hình nhỉ. Ông có điện không? Cho con xin cái điện nhé. Sáng có điện. Vâng. Ông bày cái điện cho sáng. Dễ làm. Mấy cái đèn tít dài dài. Không hát được à? Vâng, con này là loa hát bạn. Bộ trước này. Không, cái loa tay cần hai cái mic gì được. Không. Đấy là nghe nhạc của anh nhà anh Tùng là em của anh ấy à? Em đúng không? À, còn anh kia là anh Tiến ạ. À? Vâng, anh Tiến là anh ấy mua bộ này đúng không bà? Đúng rồi. Vâng. Đang người nước ngoài hay sao bà? Đúng rồi. Anh đi nước nào ạ? Nhật. À dạ. Anh đi lâu chưa ạ? Mai về. Mai về luôn á? Chắc mai về anh cứ thích buôn đi. Dạ. Rồi đầy nằm cho buôn, chắc là thích vui. Dạ. Đầy nằm cho buôn đó nên là cũng... Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Anh Tiến là anh ấy về hẳn hay là về chơi hả bà? Về chơi. À, thế thực ra là anh mua bộ này là cho ông bà ở nhà giải trí là chính ý chứ. Để con cháu cuối tuần đến lại tụ tập lại hát hò, nó vui. Vâng. Có cái không khí nó cũng vui vẻ bạn. Vâng. Cái vui, cái giải trí. Ông bà thích được hai người con hả bà? Đúng rồi. Thế anh Tiến là cả, còn là anh Tùng là thứ hai đúng không? Thứ hai, thẳng phòng. Vâng. Không có cô nào. Thế là mẹ sinh gái nhất nhà luôn đó. Anh Tiến á? Kỹ. Kỹ à? Kỹ tính à? Kỹ tính. Vâng. Mà mua cái chi là cứ thích mua đồ tốt này này. Vâng. Thằng đúng có tính. Đúng rồi ạ. Nhà nghèo nhưng mà cứ tính gì còn. Không. Mình mua một lần nữa chứ. Mình không mua. Một lần để dùng lâu dài chứ. Tất cả mình dùng cái chi cứ dùng cái loại tốt. Dạ. Vâng ạ. Cảm ơn ông bạn. Nhà mình đã được vụ lúa là thu hoạch chưa bà? Đang thu hoạch. Vâng. Đang vào mùa ấy bà nhỉ? Đúng rồi. Năm nay có được mùa không bà? Bọn con ở Hà Nội ạ. Hà Nội ạ? Vâng. Vâng. Bọn con bán khắp cả nước luôn. Dạ, anh Tiến là chín mấy bà? Không. À thế ạ? Chín ba. À thế là chưa có vợ. Chắc chín ba, có vợ hết ạ. À thế ạ? Anh Tiến hai vợ chồng cùng ở bên Nhật luôn hả bà? Ừ. À. Không, nhưng mà vợ mới sinh. À, sinh em bé rồi. Vâng ạ. Thế thì em bé thì đang ở bên nhà ngoại. Ừ, đúng rồi, mới lên ngoại chơi. Vâng. Có gia đình chưa? Con có rồi bà. Vâng. Mấy anh em này toàn có hết rồi bạn. Thế anh Tùng kia có gia đình chưa? Cũng có rồi, cũng có rồi. Cũng có rồi hả? Thế là bố mẹ coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ phải dành bản thân. Giờ cái bền già, sức khỏe. Dạ. Cái đúng rồi, thì con cái thế thôi, mong ông bà sức khỏe. Vâng, còn đâu là làm được đến đâu thì làm. Còn đâu các con nó làm. Sao sao là mình yêu văn nghệ là mình ngồi mình hát được vui rồi, thật chứ nghe mình hát mình nghe nhà cháu toàn hát mình. Nhỉ? Vâng. Mà cháu chán, nhiều rồi, bây giờ cứ nhà một nhà hát. Chán chán là cứ bật lên hát mình làm bài hát. Có bộ mới thì hát nhẹ nhàng lắm bạn.
hát hay lắm. Có bộ mới này hát nó nhẹ nhàng, nó dễ hát. Ai hát cũng được ạ. Riêng mình tâm cô độc bao tháng năm, gió sương phong ba điều khi không thể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay không? Hay. Hay không ạ? Cháu hát rồi. Cảm ơn bà. Cháu hay hát. Hay là do bộ dàn âm thanh nó hay thế mà. À dạ. Vâng. Bà hát bài nhá. Vâng. Ông bà hát bài gì? Bà hát bài gì? Bà hát thử luôn. Thử bài bà biết. Bà có biết hát không? Không hát thành hay bà thử hát đi. Hát đi, mấy hôm hay hát mà. Bài gì bà? Bài hát gần qua họ. Bài khác bài nhá.
Con nhẹ nhàng mới dễ hát không bà? Dễ đúng không? Vâng. Rất hay mà bà cứ khiêm tốn. Bà khiêm tốn á. Thế từ bây giờ trở đi bà lại có một thú vui rồi. Vâng, chào bác nhá. Đấy, chào anh nhá.